Chào các bạn, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty âm thanh Trung Chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu của toa VKT5810 và bộ phát của toa VKM5225. Giới thiệu với các bạn, đây là bộ thu của toa, còn đây là bộ phát của ta. Bước thứ nhất, ta sẽ cắm nguồn vào bộ thu. Và sẽ bật nguồn của bộ thu lên. Bước thứ hai, ta sẽ chuẩn bị dây tín hiệu và cắm dây tín hiệu từ bộ thu sẽ vào âm ly. Và đầu đực ta sẽ cắm vào âm ly. Bước thứ ba thì ta sẽ lắp pin vào mic. Ở đây ta để ý, trong mic nó sẽ có âm và dương. Đầu dương sẽ quay lên trên. Sau đây chúng ta cùng thử âm thanh. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số của bộ thu và bộ phát. Trước tiên thì ta sẽ điều khiển trên bộ thu. Thứ nhất, tay ta sẽ giữ vào chữ set trong vòng 3 giây. Khi nào bắt đầu nháy thì ta sẽ nhấc cái tần số này đến một tần số nào đó. Ở trên bộ thu này thì nó sẽ có là 16 tần số. Ta ví dụ ta sẽ nhấc lên tần số số 3. Từ 3, 4, 5, 6. Ta muốn giữ một tần số nào đó thì ta sẽ giữ cố định lại, thì ta lại ấn chữ set. Như vậy ta đã điều chỉnh xong cái bộ thu. Sau khi điều chỉnh ở trên bộ thu xong, chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên bộ phát. Chúng ta thấy đấy, ở bộ phát có hai cái nhóm điều chỉnh. Thứ nhất là băng tần, chúng ta sẽ giữ nguyên. Thứ hai là phần channel, chúng ta sẽ điều khiển là phần channel. Trên tay tôi là cái điều khiển của nhà sản xuất và tôi sẽ dùng cái này để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh tần số thì chúng ta sẽ kiểm tra lại bộ thu và bộ phát. Nếu mà hai thiết bị nhận nhau thì đèn vàng ở A hoặc B sẽ sáng. Chúng ta bắt đầu điều chỉnh. Như vậy là hai thiết bị đã nhận nhau, mic sẽ hoạt động bình thường. Một số lưu ý khi sử dụng bộ mic không dây của toa. Thứ nhất là chúng ta phải điều chỉnh về tần số cho nó phù hợp. Thứ hai, điều chỉnh âm lượng mà từ từ thôi, không có dẫn đến cháy loa. Thứ ba là các bạn tháo pin ra khi không sử dụng. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn kết nối bộ mic không dây của toa VKT5810 và VKM5225. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.